Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là kính hông sau của dòng xe Mitsubishi Outlander. Nó nằm ngay bên hai bên hông nên gọi là kính hông sau, còn kính chết ấy ở phía đằng sau, cạnh cái ghế ngồi sau cùng ấy, hàng ghế thứ ba của dòng xe Mitsubishi Outlander. Thì cái hông này sẽ bao gồm, có thứ nhất là các bạn nhìn trên này nó có sẵn cái viền mạ đấy, các viền mạ chrome. Đây là mình sản phẩm mới nên nó có cái áo mưa này, nó sẽ bọc để nó bảo vệ cái viền mạ này đấy. Thì các bạn về lắp lên xong thì các bạn tháo cái, bỏ cái áo mưa này ra, thì nó có sẵn cái viền mạ chrome, mạ chrome để nó bảo vệ cho cái kính hông của dòng xe Mitsubishi Outlander. Thì đây là phần này là phần kính và nó liền răng, cái kính này nó liền răng. Đấy, liền răng. Đây răng của nó đây, răng này. Đấy. Răng. Đấy, kính liền răng này. Đấy, thì thông thường trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường do va chạm thì nó bị vỡ cái kính này thôi. Thì lúc khi mà vỡ thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Đấy, nó liền luôn cả răng để các bạn thay nhá. Đây liền luôn cả cái răng này. Đấy, răng kính hông. Kính này thì nó liền luôn răng. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta cần phải thay thế và sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt. Thì chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu đầy đủ các bạn nhé. Đấy, thì các bạn chỉ cần liên hệ với phụ tùng kinh doanh của chúng tôi qua website phụtungmitsubishi.vn thì chúng tôi sẽ báo giá và tư vấn cho khách hàng một cách chi tiết về tất cả các chủng loại, làm sao các bạn có sự lựa chọn tốt nhất khi mà chúng ta cần thay thế và sửa chữa phụ tùng. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm để phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả các dòng xe phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander này.